Trinh Hân rất vui khi được gặp lại quý vị khán giả trong chương trình Hành Trình Ẩm Thực Việt Nam cùng với sự đồng hành của Bia Sài Gòn. Và ngày hôm nay Kim Thảo lại tiếp tục khám phá những nét đẹp về ẩm thực văn hóa tại phố cổ Hội An. Hội An trở thành thành phố vào năm 2008 trên cơ sở toàn bộ diện tích tự nhiên, dân số và các đơn vị hành chính trực thuộc của thành phố Hội An. Các kiến trúc vừa có sắc thái nghệ thuật truyền thống của Việt Nam, vừa thể hiện sự giao lưu hội nhập văn hóa với các nước phương Đông và phương Tây. Trải qua nhiều thế kỷ, những phong tục tập quán, nghi lễ, sinh hoạt văn hóa, tín ngưỡng cũng như các món ăn truyền thống vẫn lưu giữ, bảo tồn cùng với bao thế hệ người dân phố cổ. Đến với Hội An thì chắc có lẽ quý khán giả không thể bỏ lỡ món ăn vang rền xứ Quảng, đó là mì Quảng. Để làm mì, người ta dùng gạo tốt ngâm nước cho mềm, đem xay thành nước bột mịn, vừa trùng, không đặc, không lỏng, và thêm ít phèn sa để cho sợi mì giòn, cứng, rồi đem tráng thành lá mì. Nước nhưng mì là tiếng địa phương hay còn gọi là nước lèo, được làm bằng tôm, thịt heo hoặc bằng thịt gà, rất là đa dạng nhưng phổ biến hơn cả là nhân tôm, thịt hay thịt gà. Thịt ba chỉ sắc mỏng cho vào với tôm ướp gia vị, rồi đa lên bếp tô cho thấm. Lại cho thêm mấy củ hành, đổ vào nồi nấu cà chua. Nước nhân mì không cần nhiều gia vị mà phải trong và có vị ngọt. Trước mặt Kim Thảo là món mì Quảng mà không thể bỏ lỡ khi đến Hội An. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo xin phép quý vị Kim Thảo thưởng thức nha. Trước tiên là phải trộn đều lên. Nếu như mà thực khách nào muốn ăn cay thì sẽ bỏ thêm ớt hoặc là thêm một chút xíu nước mắm. Kim Thảo bỏ thêm một chút xíu ớt. À, mùi thơm thì lan tỏa mà sợi mì thì quý vị thấy đó nhìn rất là căng bóng và mịn nữa. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức đây. Mì Quảng ở Hội An rất là đặc biệt nha quý vị. Mì Quảng thì cực kỳ là ít nước luôn. Gần như là mình ăn tô mì Quảng này giống như là được trộn khô vậy đó. Và bây giờ Kim Thảo ăn một chút xíu chả bò. Nói đến món ăn dân dã ở Hội An thì không thể nào thiếu được món bánh tráng đập xúc hến xào. Bánh đập hến xào là sự kết hợp lạ miệng của bánh ướt mềm mịn, độ giòn tan của bánh tráng nướng quyện trong mùi thơm hấp dẫn của hến xào đậm đà, thêm chút cay cay của ớt, ăn rất thú vị, đúng tim nhiều thực khách khi đến với Hội An. Nguyên liệu để làm nên món ăn này gồm hai phần, bánh đập gồm bánh ướt và bánh tráng nướng và hến xào. Hến được xào một cách đơn giản để giữ được độ ngọt, đổ hến vào đảo qua đảo lại và nêm chút gia vị vừa phải, thêm chút vừng và rau răm. Cuối cùng đổ ra đĩa nhỏ, thịt hến thế mà mềm, dai, ngọt liệm đến lạ. Người miền Trung ăn cay nên hến được xào với thật nhiều ớt, thêm một chút rau thơm nên rất dậy mùi. Hến được ăn kèm với bánh tráng nướng và bánh ướt, bánh đập. Gọi là bánh đập cũng một phần do khi ăn, thực khách thường đập miếng bánh tráng nướng ra cho nhỏ vừa ăn, phát ra tiếng kêu. Khi thưởng thức, thực khách sẽ cảm nhận được độ giòn, vị thơm ngọt nhẹ nhẹ của bánh ướt. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức món bánh đập và hến xúc bánh tráng. Và đây cũng là một trong những món đặc sản tại Hội An. Kim Thảo xin phép quý vị Kim Thảo thưởng thức nha. Kim Thảo lấy một chút bánh đập. Bánh đập này ăn thì cũng giống như tên gọi là mình phải đập một cái cho nó kêu rồi bẻ đôi lại. Bánh đập thì cũng có nước chấm riêng. Đây, sệt sệt.
Lớp bột bánh bên ngoài á, thì giòn, còn bên trong bánh ướt á, thì vừa dai mà vừa mịn nữa, cùng với nước chấm là mặn mặn và mùi thơm của hành phi. Tiếp theo thì Kim Thảo sẽ thưởng thức món hến súp bánh tráng. Kim Thảo thêm một chút nước mắm nó sẽ vừa ăn hơn. Vị hến nó rất là tươi, cùng với một chút xíu mùi hăng hăng của rau răm nè, rồi bùi bùi của đậu phộng và có một chút hương vị của hành tây, và kèm theo đó là cái tiếng giòn trụm của lớp bánh tráng. Tạm biệt món ăn vặt thú vị đậm đà hương vị xứ Quảng, hành trình tìm về phố cổ thân thương để kịp thưởng thức bữa trưa với món cơm gà nổi danh tại Hội An. Đến Hội An, du khách đừng bỏ lỡ dịp thử qua món cơm gà với cách chế biến và hương vị độc đáo riêng của người dân phố cổ. Trước những con gà tơ luộc chín bày lên trên đĩa, trước mùi thơm hấp dẫn bay ra từ trong hàng quán cơm gà. Cơm gà Hội An có những đặc trưng khác hẳn cơm gà ở nhiều nơi. Thịt gà được xé nhỏ, rải lên đĩa cơm với những lát hành tây trắng nõn, rắc muối tiêu lấm chấm và nước mạ trộn nhiều tim, gan, cật gà, vô cùng hấp dẫn. Người Hội An thích trộn món ăn chính với các món ăn kèm vào cùng một tô chén để dùng, chứ không nhấm nháp từng món như kiểu ăn của người Bắc. Cơm cũng được nấu chín bằng nước luộc gà, vì thế khi chín hạt cơm ngả màu vàng óng, có độ bóng mượt rất hấp dẫn. Những gia vị làm nên hương vị đặc biệt cho món cơm gà Hội An là tỏi, ớt, gừng, rồi hành tím, rau răm. Ở nơi mảnh đất quanh năm gió Lào cát trắng, gừng như thơm hơn, ớt như cay hơn, rau thì đậm sắc. Và chắc là những nét riêng như vậy tạo nên một phong vị riêng biệt cho món cơm gà nơi này. Qua wow, trước mặt Kim Thảo là một mâm cơm gà bà bụi chín gốc. Ở đây thì gồm có món là gỏi gà trộn với gia vị nè, rồi lòng gà xào với gia vị, gà thì là gà nhà luộc để chặt đây nè. Còn đây là dĩa cơm trắng nấu bằng mỡ gà, và đây là một dĩa cơm gà hoàn chỉnh. Và dĩ nhiên thì cơm gà bà bụi có một món sốt rất là đặc biệt, đó là sốt gia vị, và đây là nước dùng và luộc gà để làm canh. Và ngay bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức nha. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ múc một chút xíu cơm nè, cơm gà vàng ươm luôn. Chan nước sốt gia vị, nhìn vàng óng ánh rất là hấp dẫn. Và Kim Thảo sẽ lấy một miếng gà chấm chung với lại muối tiêu chanh. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ thưởng thức đây. Cảm nhận đầu tiên của Kim Thảo đó chính là dĩa cơm. Mặc dù những hạt cơm rời rạc nhau nhưng mà không hề khô, và được nấu với lại mỡ gà cho nên là tạo một hương vị rất là thơm. Cùng với đó là miếng thịt gà phải nói là luộc rất là mềm, nhưng mà thịt vẫn giữ độ tươi và chất ngọt của gà. Và dĩ nhiên thì đặc biệt đó chính là nước sốt gia vị. Cái mùi rất là thơm, nhẹ nhẹ, rồi chan với cơm nữa. Mọi thứ nó chan hòa và tan hết trong khoang miệng của Kim Thảo. Và Kim Thảo chỉ muốn ăn tiếp tục mà thôi. Bây giờ thì Kim Thảo sẽ múc một chút xíu lòng gà xào với gia vị. Phải nói là lòng gà của cơm gà bà bụi thì không hề bị hôi và cái mùi bị hăng đâu quý vị. Mà khi mà nhai vào thì Kim Thảo cảm nhận được là nó rất là xốp ở cái lòng gà. Và những cái gan gà như thế này thì không hề bị bột bở. Phải nói là món canh này xuất sắc luôn, là bởi vì nước canh làm từ nước luộc gà cho nên là rất ngọt, và kèm với đó là mùi thơm của ngò và hành bỏ vào trong tô canh này. Đến với phố cổ,
Ngoài những món ăn quen thuộc hấp dẫn, hành trình lần này cũng không quên giới thiệu đến quý khán giả một món ăn mới lạ. Hoàn thánh chiên giòn là món đặc sản ở với nhà hàng Bông Hồng Trắng mà tập trước hành trình có giới thiệu đến quý khán giả. Dạ, con chào cô, con là Kim Thảo đến từ chương trình Hành Trình Ẩm Thực Việt Nam ạ. Thì con được biết là bác Ngãi giới thiệu cô là vừa nhà mình sáng tạo chế biến một món rất là độc đáo và hấp dẫn. Thì không biết là ngay bây giờ thì cô có thể nào trổ tài cho quý vị khán giả cũng như là con để biết được và thưởng thức món đó được không ạ? Dạ, mời Kim Thảo. Dạ. Qua các nguyên liệu thân thuộc như tôm tươi, thơm, cà chua, hành lá, nhưng qua bàn tay khéo léo thì món ăn được thổi hồn vào một cách riêng biệt, hấp dẫn và cầu kỳ hơn. Xin chào mọi người, muốn làm một món hành thánh chiên, chúng ta có nguyên liệu là hành thánh, rồi tôm tươi lọc vỏ, đây là tỏi băm, hành lá và nấm mèo. Bên này là các loại rau, gồm có là rau salad, ngò, đây là hành tây, thơm được, và có nước sốt gia truyền nữa. Đầu tiên chúng ta sẽ cắt hành tây thành là ô vuông để xào cho nó đẹp. Tiếp theo mình xắt cà chua. Và đây là thơm. Cái món này là gia đình mình tự nghĩ ra để cho làm cho nó thực đơn nó thêm phong phú. Tiếp theo là mình sẽ xắt thêm một ít hành lá cho nó thơm. Lần lượt được thái ra rồi tất cả được xào lên và nêm nếm gia vị theo công thức riêng của người đầu bếp. Khi mà nó vàng rồi á, nó phồng lên nửa vàng á, thì mình có thể vớt ra được. Miếng hoành thánh được chiên lên giòn rụm, được chiên ngập dầu nên miếng hoành thánh có màu vàng đẹp mắt. Sau khi mình xào hành thánh xong, mình đã chia hành thánh vàng rồi. Bây giờ mình sẽ sắp ra đĩa, mình bày ra đĩa. Chúng ta có một món hành thánh chiên nóng hổi đã hoàn thành. Xin phép quý vị, Kim Thảo sẽ dùng tay ăn tại vì thực khách quốc tế nước ngoài tới đây thì họ đặt món này đó là pizza Hội An ạ. Dạ, con xin phép mời cô ạ. Cảm nhận đầu tiên của con về cái chiếc bánh này, đó chính là cái phần giòn rụm của hoành thánh mình chiên giòn lên cô. Mà mình cắn vào thì không hề bị ngấy cái dầu mỡ. Tại vì con nghĩ là thường là mình chiên thì sẽ bị dầu mỡ rất là nhiều. Và cái thứ hai nữa là cái nước sốt của mình nó chua chua, ngọt ngọt, nó đã lắm cô ơi. Mà cắn trúng một cái miếng thơm như vậy nè, nó làm cho mình kích thích thêm cái phần ăn uống nữa, rồi có cà chua nữa, rồi hành tây và đặc biệt là tôm. Vị ngọt của tôm vẫn còn giữ nguyên, vẫn rất là tươi. Quý vị ơi, khi mà đến với Hội An á, quý vị đừng bỏ quên món độc đáo và mới lạ này nhé. Đó chính là món hoành thánh chiên. Phố cổ càng lộng lẫy và chút chất thơ, một màu vàng dịu mắt luôn cho du khách một cảm giác thanh bình yên ả mà hiếm nơi nào có được. Hành trình ngày hôm nay khép lại với nhiều trải nghiệm thú vị tại Hội An. Một lần nữa Kim Thảo xin cảm ơn Bi Sài Gòn đã đồng hành cùng với chương trình. Hẹn gặp lại quý vị vào lúc 9 giờ 45 phút sáng thứ bảy hàng tuần trên kênh HTV9.